Xin chào các bạn. Nếu các bạn đã từng một lần xem qua những bộ phim cổ trang của Trung Hoa như là Tể tướng Lưu Gù, Càn Long Vi Hành hay là Hậu cung Như Ý Chuyện thì chắc hẳn ít nhiều đều nghe qua đến hai từ là Giang Nam. Đây là một tên gọi chung mà người Hán dùng để gọi các địa phương nằm ở phía nam hạ lưu sông Dương Tử, gồm các tỉnh như là Giang Tô, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang cùng một số thành phố quan trọng khác. Người ta hay nhắc tới Giang Nam như là một biểu tượng về cái đẹp và Chiết Giang cũng nằm trong số đó. Là một tỉnh có lịch sử lâu đời và là một trong những cái nôi của văn minh Trung Hoa, cho nên tỉnh Chiết Giang có lịch sử gắn liền với sự hưng thịnh và suy yếu của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Cho đến hiện nay thì Chiết Giang là khu thí điểm mậu dịch tự do thứ 3 ở Trung Quốc và là một trong những tỉnh năng động nhất về kinh tế. Với tiền đề là nền kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo và sau này là sự phát triển của kinh tế tư nhân đã thúc đẩy và hình thành nên một nền kinh tế Chiết Giang đặc biệt. Chiết Giang cũng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là vùng đất của cá và lúa, đồng thời được mệnh danh là quê hương của lụa. Về vị trí thì tỉnh Chiết Giang nằm ở phía nam của đồng bằng sông Dương Tử, trên bờ biển đông nam của Trung Quốc. Với diện tích là 104.141 km2, nên đây là một trong những địa phương nhỏ nhất của Trung Hoa đại lục. Trên đất liền thì tỉnh Chiết Giang lần lượt giáp với thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô, tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tây và tỉnh Phúc Kiến. Còn về phía đông thì tỉnh Chiết Giang được biển Hoa Đông bao bọc với đường bờ biển dài 2.254 km. Theo số liệu năm 2021, dân số của tỉnh Chiết Giang là khoảng 65 triệu người. Bên cạnh người Hán chiếm đa số, thì Chiết Giang còn là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số như là người Miêu, người Thổ Gia, người Mãn. Khác với các tỉnh khác của Hoa Lục, khi sử dụng tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ chính, thì tại Chiết Giang người dân chủ yếu sử dụng tiếng Ngô. Ngoài ra, vùng đất này còn có nhiều phương ngữ khác như phương ngữ Huệ Châu, phương ngữ Phúc Kiến hay là phương ngữ Chê, vân vân. Do có nhiều phương ngữ nên nhiều người truyền tay nhau rằng trong cùng một ngôi làng thì người đầu làng nói nhưng người cuối làng không hiểu gì. Đặc biệt là giữa các huyện, thành phố với nhau thì sẽ giống như sang một đất nước mới vậy. Về điều kiện địa lý tự nhiên, nhìn chung thì địa hình của Chiết Giang khá phức tạp với đặc điểm là cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông, và nó thường được gọi là vùng đất Thất Sơn, Nhất Thủy, Lưỡng Phần Điền, tức là 7 phần núi, 1 phần nước và 2 phần đồng bằng. Trong thực tế thì đồi núi chiếm tới 70% tổng diện tích của Chiết Giang, trong đó đỉnh Hoàng Mao Tiên tại Long Quyền, Lệ Thủy cao 1.929m so với mực nước biển là điểm cao nhất. Do những ảnh hưởng từ đứt gãy địa chất nên các dãy núi trên địa bàn tỉnh có xu hướng chạy từ Tây Nam sang Đông Bắc, đồng thời bị chia cắt mạnh bởi các bồn địa nhỏ và thung lũng sông. Khu vực đồi núi nơi đây có giá trị trong việc phát triển nông lâm nghiệp. Các cây trồng có thể canh tác trong khu vực là trà và các loại cây ăn trái. Ngoài ra, các dãy núi cũng sở hữu nhiều cảnh quan hùng vĩ nên nhiều nơi đã trở thành điểm du lịch lý tưởng. Trong số đó, đỉnh núi Thiên Đài là nơi tọa lạc của thác nước cao nhất Trung Quốc, thác Thông Bách. Đây cũng là hẻm núi đẹp nhất ở Đông Bộ Chiết Giang. Núi Thiên Đài nổi tiếng với phong cảnh hữu tình và là cái nôi của hệ phái Thiên Thai của Phật giáo Trung Quốc, đồng thời cũng là quê hương của Nam phái Đạo giáo. Cảnh quan thiên nhiên ở núi Thiên Đài vô cùng tráng lệ. Thác Thông Bách có độ cao lên tới 325m, rộng 100m, với cảnh quan tuyệt mỹ là nơi thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm. Còn vùng đồng bằng tại tỉnh Chiết Giang chiếm khoảng 20% diện tích, đa phần nằm ở hạ lưu các con sông lớn. Ở Bắc Bộ Chiết Giang là đồng bằng Hàng Gia Hồ. Đây là một bộ phận của đồng bằng châu thổ sông Dương Tử và sông Tiền Đường, đồng thời là đồng bằng lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Với địa thế thấp, bằng phẳng cùng với mạng lưới thủy văn dày đặc nên đây là nơi rất thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, tại vùng ven biển và ven sông trên địa bàn tỉnh cũng có không ít các đồng bằng và bồn địa nhỏ. Trong đó, bồn địa Kim Cù trải dài dọc theo phần thượng nguồn của sông Tiền Đường là bồn địa lớn nhất của tỉnh Chiết Giang. Các vùng đồng bằng này đều có đất đai phì nhiêu và sản lượng ngũ cốc dồi dào. Các cây trồng chính ở đây là lúa, các loại cây đậu, cây ăn trái và rau củ. Các thành phố lớn cùng các cơ sở hạ tầng công nghiệp đều tập trung tại các vùng đồng bằng, nên đây cũng là khu vực phát triển nhất của tỉnh Chiết Giang. Do yếu tố địa hình chủ yếu là đồi núi, nên các con sông tại đây đều bắt nguồn từ Tây Bộ hoặc Trung Bộ Chiết Giang, sau đó chảy theo hướng Đông Bắc rồi đổ ra biển Hoa Đông. Nhìn chung, các con sông thường ngắn, lưu vực hẹp và dốc. Con sông lớn nhất tại đây là sông Tiền Đường, song do dòng chảy có nhiều uốn khúc nên gọi là Chi Giang, tức là sông có hình chữ Chi. Ngoài ra, sông Tiền Đường cũng còn gọi là Chiết Giang và là nguồn gốc của tên tỉnh. Dù nó có chiều dài lên tới 688 km, nhưng do địa hình dốc nên lượng phù sa không nhiều. Thay vào đó là giá trị thủy điện khá lớn và đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết nước tưới tiêu, sinh hoạt và giao thông vận tải của tỉnh Chiết Giang. Ngoài các con sông, tỉnh Chiết Giang còn là điểm cuối của kênh Đại Vận Hà. Đây không chỉ là con kênh đào dài nhất Trung Hoa mà còn là con kênh đào dài nhất thế giới, một trong những con kênh hiếm hoi được công nhận là di sản nhân loại. Với chiều dài hơn 1.800 km, dài hơn cả quãng đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh,
Kênh Đại Vận Hà bắt đầu từ thành phố Bắc Kinh và kết thúc ở thành phố Hàng Châu, nối hai dòng sông lớn nhất châu Á là Hoàng Hà và Dương Tử. Chúng ta luôn nhắc đến Vạn Lý Trường Thành là tường thành dài nhất thế giới, nhưng lại bỏ qua Đại Vận Hà, con kênh dài nhất thế giới. Ngày xưa, con kênh này được dùng để vận chuyển lương thực cùng các sản vật lên phía Bắc để cống nạp cho triều đình. Còn ngày nay thì Đại Vận Hà đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ Chiết Giang đến Bắc Kinh và các tỉnh mà con kênh này đi qua và chiều ngược lại. Đại Vận Hà gắn liền với một vị vua mà 5 phút thôi tin chắc rằng những người không biết gì về lịch sử cũng biết về ông. Đó chính là vua Thanh Cao Tông hay còn gọi là Càn Long. Kênh Đại Vận Hà chính là con đường mà Càn Long đã lựa chọn để vi hành Giang Nam. Nói là đi vi hành nhưng thực chất là đi ăn chơi hưởng lạc. Vị vua này cũng rất biết cách hưởng lạc khi chọn vi hành vào mùa xuân, thời điểm mà kênh Đại Vận Hà hoa nở ngập trời, khí hậu mát mẻ, lòng người vui vẻ và các thiếu nữ trốn thanh lâu ở Chiết Giang đang phơi phới mời gọi. Nếu đến đây vào dịp tháng 3, bạn sẽ được chứng kiến cảnh cả một đoạn kênh hoa đào màu hồng nở ngập trời. Chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là các cánh hoa dập dìu bay trong gió. Cuối cùng là phần hải đảo. Trong phạm vi địa hạt thì tỉnh Chiết Giang đang sở hữu gần 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và đây cũng là tỉnh sở hữu nhiều đảo nhất Trung Hoa. Trong đó, đảo Chu Sơn với diện tích 503 km² thuộc thành phố Chu Sơn. Trên lý thuyết thì đây là hòn đảo lớn thứ tư của Trung Hoa sau đảo Đài Loan, đảo Hải Nam và đảo Sùng Minh. Các đảo chính thuộc thành phố Chu Sơn hiện được quy hoạch để hình thành các khu nghỉ dưỡng, khu dân cư ven biển. Cùng với đó là các dự án kinh tế liên tục được triển khai nên bộ mặt các hòn đảo được cải thiện đáng kể. Các đảo lớn của thành phố đều được kết nối lại với nhau thông qua các cây cầu vượt biển và bản thân thành phố này cũng được kết nối với thành phố Ninh Ba thông qua cầu vượt biển Kim Đường. Chính vì được đầu tư nên cơ sở hạ tầng của thành phố khá khang trang và việc di chuyển từ đảo và đất liền cũng thuận tiện hơn. Ngoài ngành đánh bắt thủy hải sản đã phát triển từ lâu, thành phố Chu Sơn còn có Phổ Đá Sơn cùng Cửu Hoa Sơn, Nga Mi Sơn và Ngũ Đài Sơn được coi là tứ đại danh sơn nổi tiếng trong tâm thức người Trung Hoa. Trong đó, khu thắng cảnh quốc gia núi Phổ Đà rộng gần 42 km² là nơi duy nhất ở Trung Quốc kết hợp hoàn hảo cảnh núi non, biển cả và văn hóa tôn giáo. Đồng thời là một trong hai khu danh lam thắng cảnh trọng điểm cấp quốc gia và được mệnh danh là Hải Thiên Phật Quốc, Nam Hải Thánh Cảnh. Nó bao gồm Phổ Đá Sơn nằm trên một hòn đảo nhỏ có diện tích 13 km² và bờ biển phía đông Chu Gia Kiến. Phổ Đá Sơn là một địa điểm hành hương trong hơn 1.000 năm. Sau thời nhà Đường thì ngọn núi này đã trở thành trung tâm thờ cúng Quan Âm. Và cho đến hiện nay thì Phổ Đá Sơn là nơi tọa lạc của hơn 30 ngôi chùa lớn nhỏ. Tất cả đều nằm dưới sự quản lý của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Ngoài những ngôi chùa này còn có Viện Phật giáo, một trong những học viện Phật giáo lớn nhất Trung Quốc. Trên đảo cũng có tượng Nam Hải Quan Âm bằng đồng cao 33m, du khách có thể chiêm ngưỡng được từ rất xa. Khu thắng cảnh còn lại của thành phố Chu Sơn là quần đảo Shaanxi. Đây cũng là khu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia duy nhất ở Trung Quốc được thành lập trên một nhóm đảo tự nhiên. Nó bao gồm hàng trăm hòn đảo nằm ngoài vịnh Hàng Châu với nhiều bãi biển, đá và vách đá tuyệt đẹp. Mỗi hòn đảo đều có nét độc đáo riêng, nổi bật nhất là đảo Shaanxan. Bờ biển phía đông của đảo Shaanxan nổi bật với những vách đá dựng đứng là nơi lý tưởng để ngắm bình minh trên đảo. Còn trên bờ biển phía bắc là làng chài bỏ hoang Hutuwan, hiện nay cây cối mọc tùm. Hutuwan từng là một làng chài thịnh vượng với dân số năm 1980 là hơn 3.000 cư dân. Nhưng vì vị trí xa xôi và khó tiếp cận nên cư dân nơi đây đã bắt đầu di rời đi trong những năm 90. Năm 2002 thì ngôi làng đã chính thức bị bỏ hoang và sáp nhập vào một ngôi làng gần đó. Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, ngôi làng ở bên vách đá vẫn tồn tại và được cây leo che phủ một màu xanh tươi. Bên cạnh những khu danh lam thắng cảnh này thì thành phố Chu Sơn còn có vô số địa điểm thú vị khác, nhiều trong số đó vẫn đang được phát triển. Riêng trong năm 2012, thành phố này đã thu hút gần 28 triệu lượt du khách, gấp khoảng 25 lần dân số và khoảng 310.000 người trong số đó đến từ nước ngoài. Một đối thủ nặng ký của Thượng Hải. Khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, do những nhận định sai lầm của giới cầm quyền, cộng thêm tỉnh Chiết Giang nằm trong khu vực quan trọng của quốc phòng ven biển, nên kinh tế của tỉnh này gần như không phát triển. Cùng với đó là nguồn tài nguyên khan hiếm, nên các dự án kinh tế không được chính quyền đầu tư. Phải đến khi cải cách mở cửa, đại lục hướng đến tầm nhìn ra biển, thì khi ấy kinh tế của Chiết Giang mới có nhiều chuyển biến tích cực. Cho đến hiện nay, thì Chiết Giang là một trong những tỉnh có nền kinh tế năng động nhất Trung Quốc. GDP của Chiết Giang tăng từ vị trí 12 trong các tỉnh và khu vực năm 1978 lên vị trí thứ tư trong cả nước. Đồng thời, các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh chiếm 1/4 trong số 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc, đứng đầu cả nước trong 19 năm liên tiếp. Tổng số công ty niêm yết và doanh số bán lẻ trực tuyến chỉ đứng sau tỉnh Quảng Đông. Cụm thành phố đồng bằng sông Dương Tử, bao gồm tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và Thượng Hải đã trở thành một trong 6 cụm thành phố đẳng cấp quốc tế trên thế giới. Cụ thể thì năm 2021, GDP của tỉnh Chiết Giang đạt 7.352 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1.040 tỷ USD,
và mức thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 111.393 nhân dân tệ, khoảng 15.757 USD, cao hơn so với mức thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc. Theo các chuyên gia kinh tế, trong số các tỉnh tại Trung Quốc thì Chiết Giang là tỉnh có nền kinh tế phát triển và cân bằng nhất. Nền kinh tế của Chiết Giang hiện nay về cơ bản vẫn tập trung vào 3 ngành chính là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, nông nghiệp đã phát triển vượt bậc khi kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Với các sản phẩm cổ truyền như là trà, lụa, tỉnh khuyến khích người dân áp dụng các phương pháp thủ công để cho ra các sản phẩm chất lượng. Còn đối với lúa gạo, trái cây, rau củ, thủy sản thì áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để tăng gia sản lượng, đáp ứng nhu cầu trong nước. Chính vì vậy mà tỉnh Chiết Giang từ xưa đến nay đều được gọi là ngư mễ chi hương, tức là vùng đất sung túc. Có thể bạn chưa biết, tỉnh Chiết Giang đang sở hữu một trong những thập đại danh trà của Trung Quốc, đó chính là trà Long Tỉnh. Đây là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng cao. Ngày nay, trà Long Tỉnh trở thành một thứ trà thời thượng của dân uống trà. Nó cũng vẫn thường được coi là quốc trà của Trung Quốc và là loại đồ uống yêu thích của các nhà lãnh đạo đất nước tỷ dân. Hiện nay thì tỉnh Chiết Giang đang định hướng nền kinh tế với các ngành mũi nhọn là công nghệ thông tin, công nghiệp nặng, tài chính và công nghiệp văn hóa. Trong đó, công nghệ thông tin đã trở thành ngành trụ cột chính. Năm 2021, ngành này chiếm khoảng 40% tổng giá trị kinh tế của tỉnh. Thành phố Hàng Châu vừa là trung tâm chính trị, vừa là trung tâm kinh tế lớn nhất của tỉnh. Nơi đây không chỉ là một thủ phủ của ngành công nghệ thông tin mà còn là nơi quy tụ của hơn 1/3 nền kinh tế số của đất nước tỷ dân. Một trong những tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng như thế giới có trụ sở tại Hàng Châu là tập đoàn Alibaba. Và người sáng lập tập đoàn này là Jack Ma, cũng là người Chiết Giang. Alibaba được thành lập vào năm 1999. Đây là một trong những tập đoàn thương mại điện tử cung cấp dịch vụ bán hàng online phủ sóng khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Ngoài ra, tập đoàn này cũng cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, công cụ tìm kiếm mua sắm và dịch vụ điện toán đám mây. Có thể nói là Alibaba có đóng góp không nhỏ khi đưa ngành thương mại điện tử của Trung Quốc từ giai đoạn non trẻ vượt lên dẫn đầu thế giới, cạnh tranh với cả Mỹ. Theo ước tính thì giá thị trường thương mại điện tử của Trung Quốc là 1.000 tỷ USD, thì giá trị vốn hóa thị trường riêng của Alibaba vào thời điểm cực thịnh nhất đã là 460 tỷ USD. Ngoài Alibaba ra thì Hàng Châu cũng là nơi quy tụ của các công ty lớn như là tập đoàn gang thép Hàng Châu, Transfa Group, công ty ô tô Geely, tập đoàn Wansali, v.v. Nếu Hàng Châu là thủ phủ công nghệ thì Ôn Châu lại được mệnh danh là vùng đất Do Thái của Trung Quốc. Sở dĩ người Ôn Châu được gọi là như vậy vì từ nhỏ họ đã rời bỏ quê hương để bôn ba bên ngoài, nên cũng được trang bị ý thức về thị trường sớm nhất ở Trung Quốc. Trong rất nhiều năm, họ đã vật lộn với số phận và xuất hiện trong từng lĩnh vực có cơ hội kiếm lời. Giống như người Do Thái thì người Ôn Châu buôn bán đủ thứ, từ giao dịch những thứ hàng hóa nhỏ, đầu cơ sang tay bất động sản, lang thang ở Sơn Tây, cõng từng bao than khoáng, khai thác dầu ở Thiểm Tây hay lặn lội đến tận Tân Cương. Họ luôn luôn có thể mạo hiểm để bắt lấy cơ hội kinh doanh ngay từ khi chúng vừa mới manh nha. Trí tuệ và sự giàu hoạt mà doanh nhân Ôn Châu có được đã khiến vùng đất này trở thành thánh địa của nền kinh tế thị trường, nơi những xí nghiệp tự doanh manh nha sớm nhất trong cả đất nước Trung Quốc. Hiện nay thì các ngành công nghiệp hàng đầu của Ôn Châu là hóa chất, máy móc, dệt may, thiết bị điện tử và công nghiệp thực phẩm. Nếu Hàng Châu, Ôn Châu là thủ phủ công nghệ và là nơi sản xuất hàng hóa, thì Ninh Ba là thành phố cảng quan trọng và là nơi đưa Chiết Giang vươn ra thế giới. Đây là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Chiết Giang sau thành phố Hàng Châu. Do nằm giữa tuyến đường biển đến Hồng Kông, Busan, Kobe và các cảng khác trong phạm vi gần 2.000 km, cùng với đó là việc dễ dàng tiếp cận các cảng nội địa thông qua kênh Đại Vận Hà, nên đây là một trong những thành phố cảng quan trọng nhất bên bờ biển phía đông nam của Trung Hoa. Mới đây, cụm cảng Ninh Ba, Chu Sơn đã vượt qua cảng Thượng Hải để trở thành cảng bận rộn nhất trên thế giới về trọng tải hàng hóa. Khối lượng container thông qua cảng hàng năm đã lên đến hơn 30 triệu TEU và có trao đổi thương mại và hợp tác vận tải với gần 600 hải cảng ở khắp nơi trên thế giới. Hơn 90% sản phẩm dầu và 1/3 container vận chuyển quốc tế đều được vận chuyển hoặc trung chuyển tại cụm cảng này. Ngoài ra, cảng nước sâu Dương Sơn nằm ở vịnh Hàng Châu là nơi đặt bến container tự động lớn nhất trên thế giới, với diện tích 2,23 km2 và có thể xử lý khoảng 48 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tuy nhiên, cảng này lại được kết nối với Thượng Hải bằng cầu Đông Hải, chứ không phải kết nối với các địa phương khác của Chiết Giang. Do vịnh Hàng Châu khá nông và cũng là rào cản duy nhất ngăn cách Chiết Giang với Thượng Hải, cho nên vào năm 2003, chính quyền Trung Quốc đã cho xây dựng cầu vượt biển vịnh Hàng Châu với chiều dài 35,7 km và là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất thế giới. Đầu phía Bắc nằm ở thành phố Thiệu Hưng, vượt qua vịnh Hàng Châu, dừng ở thành phố Ninh Ba. Cây cầu ra đời giúp cho việc di chuyển từ phía đông tỉnh Chiết Giang qua Thượng Hải không còn phải đi vòng qua thành phố Hàng Châu nữa, giúp tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí vận chuyển.
Với điều kiện cơ sở hạ tầng và công nghiệp như vậy, nên tỉnh Chiết Giang là mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi công nghiệp của các địa phương ven biển. Với nền sản xuất phát triển, nên Chiết Giang là đối tác thương mại lớn với EU, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Đài Loan và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Năm 2018, chính quyền tỉnh Chiết Giang đi theo bước chân của Quảng Đông khi đưa ra kế hoạch đầy tham vọng mang tên khu vực vịnh lớn Hàng Châu. Đây là một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái phát triển đô thị, tăng sản lượng kinh tế và phát triển Chiết Giang. Khu vực vịnh lớn sẽ là một vành đai kinh tế và công nghiệp tập trung xung quanh vịnh Hàng Châu. Cùng với việc phát triển công nghiệp thì ngành công nghiệp văn hóa cũng được chính quyền Trung Quốc rất quan tâm và dịch vụ du lịch đã trở thành một thế mạnh của tỉnh này. Chiết Giang nằm trong vùng văn hóa Giang Nam có lịch sử lâu đời và phát triển rực rỡ. Vậy nên, để phát triển bền vững thì chính quyền đã có nhiều chính sách phát triển. Chẳng hạn như là trong các thành phố lớn như là Hàng Châu hay là Ninh Ba thì các tòa cao ốc không được quá cao để tránh việc che khuất tầm nhìn và gây ảnh hưởng đến những khu phố cổ. Chính vì vậy mà những khu phố cổ, trấn cổ tại Chiết Giang vẫn còn rất nguyên vẹn và là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính ở địa phương này. Ngoài những địa điểm mà 5 phút thôi có nhắc đến ở phần trước thì ô trấn tại thành phố Hàng Châu là một trong những cổ trấn đẹp nhất Hoa Lục. Nó được mệnh danh là Venice của phương Đông. Ô trấn sở hữu vẻ đẹp non nước hữu tình với tuổi đời hơn 1.300 năm và trải rộng trên một diện tích khoảng 80 km2. Khi tới đây, nếu bạn chọn đi bộ thì chỉ có mòn đế dày mà bạn vẫn chưa đi hết. Nơi đây có những con kênh xanh uốn lượn cùng những cây cầu đá chạm khắc tinh xảo bắc ngang đôi bờ. Đặc điểm của ô trấn là dù trải qua nhiều thời kỳ nhưng nó vẫn chưa một lần thay tên đổi họ. Ngồi thuyền 30 phút bạn sẽ được đưa đến bến cuối. Đây là khu vực có quang cảnh đẹp nhất ô trấn với tháp Bạch Liên cao tới 60m và được xây dựng từ thời Bắc Tống. Đây là điểm nhấn cho ô trấn vì ở đâu cũng có thể nhìn thấy bảo tháp này. Ngoài ô trấn, khi đến thăm Chiết Giang, bạn cũng có thể ghé thăm Tây Hồ. Đây là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía tây của thành phố Hàng Châu với diện tích khoảng 6,3 km2. Năm 2011, thì UNESCO đã công nhận cảnh quan văn hóa thuộc Tây Hồ là di sản văn hóa thế giới và được nhận định là có ảnh hưởng đến việc thiết kế vườn truyền thống về sau của Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên trong nhiều thế kỷ. Vào thời nhà Đường, giai đoạn niên hiệu Trường Khánh và Bảo Lịch, năm 821 đến năm 826, nhà thơ Bạch Cư Dị đã tới Hàng Châu thực hiện nhiệm vụ thứ sử. Với tài năng của mình, ông đã cho đắp lại con đê quanh Tây Hồ để phòng chống nguy cơ hạn hán vào mùa khô. Sau đó, ông bắt đầu đưa ra kế hoạch thay đổi cảnh quan cho Tây Hồ, từ việc làm con đường đi bộ quanh hồ đến việc trồng đào và liễu dọc con đê vân vân. Sau này, con đường đê này được đặt tên là đê Bạch để cảm ơn công lao của ông. Theo tương truyền dân gian thì Tây Hồ là sự hóa thân của một nàng Tây Thi, là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại. Tây Hồ cũng gắn nhiều với văn hóa, xuất hiện thường xuyên trong các tác phẩm thơ ca cổ, là điển cố điển tích trong thơ Đường của Bạch Cư Dị, của Lạc Tân Vương hay nhà thơ Tống Tô Đông Pha vân vân. Sắc nước hương trời xứ Giang Nam. Người ta nói, nhan sắc của con gái Giang Nam nói chung và Chiết Giang nói riêng là sắc nước hương trời và Chiết Giang là nơi sản sinh ra văn hóa vũ nữ và văn hóa Giang Nam. Người đời cũng truyền tai nhau rằng, chưa tới Bắc Kinh thì chưa biết quyền hạn của mình nhỏ, chưa tới Thượng Hải thì chưa biết giới hạn túi tiền của mình, còn chưa tới Chiết Giang thì chưa biết tuyệt sắc giai nhân là gì. Trong Hậu Cung Như Ý Chuyện thì vua Càn Long cũng phải mất vài lần vi hành xuống Giang Nam để đắm chìm trong hương sắc hữu tình. Chiết Giang trong lịch sử từng là chốn xa hoa với những thanh lâu rực rỡ, ban ngày trầm mặc, còn ban đêm thì rộn rã tiếng cười. Những cô gái tại đây được mô tả đều là những mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, người tỏa ra một mùi hương dễ chịu và rất giỏi trong việc nịnh bợ, tâng bốc. Vậy nên, các đấng nam nhi một lần chót lạc đến đây thì chỉ có nước mong ngóng từng ngày để quay lại. Đến ngay cả bậc quân vương như Càn Long còn mong ngóng thì người phàm như chúng ta liệu có thoát khỏi? Như đã nói ở phần trước thì Tây Hồ là sự hóa thân của một nàng Tây Thi, là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại. Và Chiết Giang cũng được biết đến là quê hương của nàng. Và hiện nay, nơi đây cũng sản sinh ra nhiều tuyệt sắc giai nhân không thua kém gì Tân Cương như là Hứa Gia Kỳ, Diêu Dịch, Bành Thập Lục, Châu Tấn, vân vân. Vừa rồi là một số thông tin mà 5 phút thôi tìm hiểu được về Chiết Giang, vùng đất của các cổ trấn và là nơi sinh ra nhiều tuyệt sắc giai nhân không thua kém gì Tân Cương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.